Hello, xin được trân trọng thân chào toàn thể các anh em nghệ nhân. Trân trọng chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh. Sau những ngày bão anh em ạ, phải nói là một cơn bão khủng khiếp anh em chúng ta đã biết cả rồi. Hay những ngày mưa bão thì phần lớn là chim cò của các anh em ở trong vùng bão là cũng đều đã bị sổng hoặc đều hoảng loạn, không dám hót nữa anh em ạ. Sổng mất rất là nhiều. Thế và ở chỗ khu vực nhà mình thì cũng không nằm ngoài cái thiệt hại của thiên tai. Tuy nhiên cũng rất may là mình còn giữ lại được một số em chòe than, bánh tẻ, chòe than mộc, chòe than bội thuần để tiếp tục phục vụ anh em. Tuy nhiên rằng là thời tiết nó vẫn còn đang thì thời tiết thì ngon lành rồi. Nhưng ảnh hưởng của bão thì đến bây giờ khu vực nhà mình mới có điện. Bây giờ video quay lên đây làm lên đây nhưng cũng không biết là cụ thể bao giờ mới chính thức là có mạng để đăng lên phục vụ anh em. Mặc dù mình biết là anh em hiện tại đang rất sốt ruột. Đấy, gần đây là có rất nhiều anh em có nhắn tin và gọi điện cho mình hỏi là anh còn chè bán không. Tuy nhiên là mình cũng rất muốn đăng lên đây cho anh em nhưng không thể đăng được anh em ạ. Chỉ làm được một vài cái video ngắn thôi. Thế và bây giờ cứ mạnh dạn làm một cái video dài một chút này để nếu có mạng một cái là mình sẽ đăng lên để phục vụ anh em ngay. Thế và nhân đây mình cũng xin lưu ý anh em là mình đã có một em than than mái bánh tẻ anh em than mái bánh tẻ khá thuần rồi, đúc được sâu dế rồi. Đấy, có một vài anh em cái thời gian gần đây có nhắn tin gọi điện nhờ mình tìm cho than mái. Bây giờ mình đã có được một chú xài than mái khá thuần, khá đẹp, khè rít suốt ngày. Tuy nhiên rằng là mong anh em hết sức thông cảm là Zalo nó trôi đi mất, mình tìm lại có một vài người gọi điện và đã nhắn tin Zalo cho mình đấy. Mình cũng không tìm lại được, thì mong anh em thông cảm. Và nếu anh em ở đây có xem được video này thì anh em có thể liên lạc lại với mình để bắt than mái anh em nhé. Thế ngày hôm nay thì mình xin được lên đây phục vụ anh em hai chú chòe than bánh tẻ. Đây là em số 1 trong clip này. Em này sẽ có mã số là 13 anh em, số 13. Mã số 13 thôi, xin lỗi, mã số 14 đi. Mã số 14 đi. Nhiều anh em lại kiêng con số 13. Đấy. Đây là một em chòe than bánh tẻ khá thuần lồng rồi anh em nhé. Em nó đã được quãng gần 2 tháng lồng rồi, đã đút được sâu dế. Một em bộ to mình trường đang xuống đông mạnh anh em nhé. Anh em quan sát một em bộ to ngực lở cổ to đầu bằng luôn anh em ạ. Đây là có thể là đây một em đầu xà luôn đấy, mình trường dáng cao cầu, dáng dấp bóng bộ thì mời anh em thẩm đã khè rít luôn mồm anh em nhé. Em này khè rít luôn mồm, hót thì phải nói thật là hót thì mình chưa nghe thấy hót nhưng khè rít là luôn mồm đầu xà luôn. Một em chòe than mà anh em có thể bắt về để gột chiến hay là để là gột hót thì cũng đều rất ok, mũi thông mỏ mỏng anh em nhá. Em nó cũng đang thay lông mạnh và em này thì lại theo thay lông đuôi trước cho nên lông đuôi đã rụng đi mất những cái sợi lông đen rồi, thì còn vài sợi lông trắng thôi đấy anh em nhá. Bộ to em chòe than có mã số 14 này, em này sẽ ra đi bay về với chủ mới với phí bảo tồn là 800k anh em nhá. Sâu thuần sâu dế đấy, chim khá thuần rồi. Đây là mình chỉ ngồi cách em nó chưa đầy 1 mét thôi anh em nhé, ngay sát với này điện thoại và lồng thôi đấy. Thế và tiếp đến em số 2 trong clip hôm nay, em này là một em có bộ cau đầu bi anh em nhé, bộ cau đầu bi. Tuy nhiên là em nó cũng nó có cái đầu bằng lì luôn anh em nhé, bằng lì luôn đấy anh em quan sát. Em này thì thuần hơn em trước anh em ạ. Tuổi lồng thì em này cũng chỉ ngang với em trước thôi, cũng tầm cỡ khoảng xấp xỉ 2 tháng lồng. Thế em này thì lại có cái thay lông nó lại khác với em kia. Em này thì lại thay lông ngực trước đây anh em nhìn thấy. Em thay lông ngực trước. Đầu bi bằng lì đây anh em có thể quan sát. Khi em nó quay ngang thì chúng ta nhìn thấy đầu bằng lì. Cũng đã khè rít nhiều anh em nhá. Đã khè rít mạnh. Đấy, em này thì chắc chắn sẽ là một em bộ múa hót không thể khác được anh em nhé. Đấy, đầu bi thì anh em biết rồi sẽ là cực kỳ mau mỏ và bộ múa hót đấy, đuôi lá vả
giật tít, giật liên tục và cũng luôn miệng khẻ rít. Tuy nhiên anh em phải hết sức thông cảm cho là đấy, mình thì mình nói thế nhưng mà trên thực tế là không phải là lúc nào nó cũng khẻ rít. Nhiều khi mình không quay thì nó lại khẻ rít, còn nhiều khi mình quay nó lại không khẻ rít. May mắn em nào được cái lúc quay nó khẻ rít thôi anh em nhé, chứ còn không hẳn là cứ lúc nào nó cũng khẻ rít. Đấy, dáng dấp anh em tự thẩm em nhá, khá thuần rồi. Em này thì đút sâu dế ngon này, chỉ cần mình dí sâu dế ở mép lồng thôi là em nó đã nhảy ra để đón vồ những chú sâu dế ở ngay trên tay của mình thông qua một chiếc nhíp nhổ dâu. Đấy, và em này, những em này trong clip ngày hôm nay em nó đều đã ở cùng với mình được khoảng sấp xỉ 2 tháng rồi anh em ạ, chưa kể là ở nhà ở với chủ cũ là em nó cũng đã được cám cứng rồi, 10 ngày hơn 10 ngày cám cứng anh em nhé. Đấy, anh em có thể tiếp tục theo dõi quan sát video ở vì đoạn cuối video khi mà mình đến sát sạt sờ tay vào lồng ấy, thì em nó sẽ có những cái động thái nó nhảy nhót mạnh hơn, thì anh em có thể quan sát cái bóng bộ, cái dáng dấp của em nó được một cách rõ nét hơn. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, chắc chắn sẽ là một em trở than cực mau mỏ bộ múa hót. Đấy, anh em quan sát đuôi cũng đánh vẩy tít và giật xòe liên tục. Đấy anh em nhá, nếu mà chơi chim hót mà anh em lại bỏ qua em này thì nói thật là vô cùng là đáng tiếc, cũng hiếm không thể còn được nữa. Và đây cũng là những em chè than bánh tẻ cuối vụ rồi anh em nhé. Đây cũng là những em chè than bánh tẻ cuối vụ rồi. Đấy, nếu anh em thiện chí thì hãy nhấc máy lên alo cho mình thông qua số điện thoại và số Zalo mình để ở phía dưới tiêu đề của video. Đấy, cả hai em chè than bánh tẻ trong clip này đều đã khá thuần, sâu dế thoải mái, đặc biệt là em số 2 này. Thì chỉ cần mình gắp sâu lên dí dí ở phía mép lồng thì em lao nhanh ra để cướp rất nhanh rồi anh em nhé. Với những em chè than bánh tẻ như thế này thì anh em chỉ cần về chăm em nó khoảng độ 2-3 tháng nữa nó xong những cái bộ lông này thì nó sẽ thuần đét và sẽ bắt đầu chơi, để anh em có thể có được những chú chim chơi Tết và đi giàn giáo. Thế và cả hai em trong clip này thì mình đều bao trống trọn đời cho anh em nhé. Anh em trước, mặc dù anh em có thể chưa nhìn thấy lông đen trước cổ, nhưng mình cũng sẽ bao trống trọn đời cho anh em, bảo hành trống trọn đời và bảo hành mọi tật lỗi trong vòng 3 ngày đầu kể từ khi nhận chim. Thế nếu anh em thiện chí, anh nhấc máy đến alo cho mình thông qua số điện thoại, số Zalo ở phía cuối tiêu đề video. Cuối cùng là xin được trân trọng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em ở các video tiếp theo.